Tầm khoảng một tuần trước khi mà mình đang set up các thứ để quay thì mình mới nhận ra là cái lens của mình nó bị hỏng. Cho nên là mình đã phải mua lens mới và đến bây giờ mình mới có thể tiếp tục làm video cho các bạn. Và như trên title các bạn đã đọc được rồi, hôm nay mình sẽ nói đến một cái vấn đề mà nó rất nhạy cảm đối với anh em con trai chúng mình, đó chính là men boobs. Đây là một cái vấn đề mà mình cảm thấy phải đến 70-80% anh em con trai đều có. Nhưng mà mình nhận ra là cái vấn đề này gần như ở Việt Nam không ai nói đến cả. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn xử lý cái vấn đề này một cách thật triệt để nha. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Ok, về men boobs thì nói nôm na dễ hiểu ấy, nếu bạn nào không gặp ở trong tình trạng này thì xin chúc mừng, bạn rất may mắn. Để mà định nghĩa men boobs thì ngực của con trai thì nó sẽ là bản nó to và nó puffy chứ nó không kiểu giống như con gái. Nhưng mà men boobs có nghĩa là khi con trai lại có cái phần ngực mà nhìn nó hơi lồi ra mà nó tròn tròn như con gái thì gọi là men boobs. Và để xử lý cái vấn đề này thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân là tại vì sao lại có men boobs. Cái nguyên nhân đầu tiên do men boobs đó chính là do hormone gây ra. Khi mà đến cái tuổi dậy thì tầm khoảng 70% con trai sẽ cảm thấy có một cái gì đấy kiểu nó excited ở phần ngực. Lúc đấy thì cái phần ngực của chúng ta sẽ cảm thấy nó to và bắt đầu nó có cái hiện tượng nó giống như kiểu mình cảm thấy rất là ngại khi mà nhìn vào ngực của mình ấy. Nhưng mà tầm khoảng từ 2 đến 3 năm sau cái mốc mà bắt đầu vào dậy thì khi đấy 90% con trai đều trở lại với trạng thái bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà 10% không được may mắn còn lại thì sẽ là do cái tỷ lệ estrogen quá cao so với cái tỷ lệ testosterone mà các bạn sản xuất ra. Thì kể cả là các bạn có là bodybuilder, các bạn có ngực cực kỳ đẹp thì nó vẫn luôn luôn có những cái phần kiểu nó gọi là nipples, nó sẽ luôn luôn to ra và nó tạo ra một cái hình men boobs rất là xấu. Và cách duy nhất để xử lý cái vấn đề này đó chính là các bạn phải đi bệnh viện và các bạn phải phẫu thuật để loại bỏ cái phần đấy ra khỏi cơ thể. Và cái trường hợp người ta gọi là bệnh lý này có tên là Gynecomastia. Các bạn có thể Google nó để tìm hiểu kỹ hơn. Ok, đó là về vấn đề sinh lý, về gyno. Nhưng mà còn lại ấy, 99% các bạn bị men boobs đều là do có nhiều mỡ thừa. Ở trong cơ thể đàn ông thì có hai vị trí cực kỳ ưa thích để cơ thể dự trữ mỡ, đó chính là ở phần dưới ngực và cái phần dưới eo là love handle. Và để xử lý cái này thì các bạn chỉ có một cách duy nhất, đó chính là hit the gym. Các bạn phải đi tập, các bạn phải đốt calo nhiều hơn là calo các bạn nạp vào trong một ngày. Và khi đi tập, các bạn muốn build cho cái chest, cái ngực của các bạn phải là nở ra và tập trung hơn vào cái phần ngực dưới lẫn ngực trên để tạo ra một cái hình tròn, chứ nó không phải là cái hình như kiểu hình cái boobs. Cũng như cái video mà phối đồ cho các bạn lùn ấy, thì gynecomastia hay là men boobs vì có thừa mỡ đều là những cái vấn đề về thể chất. Cho nên là các bạn cần phải quan tâm và xử lý thể chất trước, sau đấy các bạn mới quan tâm đến style. Thì trong khi mà các bạn đang cố gắng luyện tập để loại bỏ mỡ thừa ở ngực, hay là các bạn đang lên lịch và tìm hiểu về gynecomastia và cách gỡ bỏ chúng, thì style sẽ là một cái cách mà gọi là mì ăn liền để có thể giúp anh em chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi mà cái vấn đề này nó vẫn đang còn tồn đọng trên cơ thể. Trước khi đi vào style thì mình phải có một công nhận là bản thân của mình cũng có men boobs. Và từ hồi rất nhỏ cho đến tầm khoảng 1 năm trở lại đây thôi, mình rất béo và mình có men boobs rất rõ và mình luôn luôn tự ti về vấn đề này. Cho nên là toàn bộ 7 cái style hacks sau đây mình sẽ nói đều là kinh nghiệm do mình rút ra, và mình hy vọng những cái tip and trick này cũng sẽ giúp các bạn đối đầu với cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải nha. Ok, đầu tiên đó chính là các bạn phải có third piece layer. Top đó chính là piece đầu tiên, quần là piece thứ hai, và third piece đó chính là những cái áo mà các bạn quàng ở ngoài. Thì tất nhiên rồi, khi mà các bạn có một cái áo để choàng ở ngoài, có thể là áo flannel hay là có thể là denim jacket, leather jacket, vân vân mây mây, thì nó đều có nhiệm vụ cover đi cái phần men boobs và tạo thêm cái sự độc đáo cho cả một cái outfit. Cái này thì nó rất là basic rồi, nhưng mà nó có một cái vấn đề, đó chính là cái thời tiết nóng như thế này thì làm sao có thể layer thêm một lớp nữa, đúng không? Thì cái tip thứ hai cũng sử dụng third piece, nhưng mà là third piece ở bên trong
đó chính là những chiếc áo undershirt. Các bạn có thể đi ra những cái cửa hàng thể thao, ví dụ như là Adidas, Nike, rồi Puma, Under Armour. Tất cả những cái store thể thao, họ đều có những cái áo gọi là compressed undershirt, có nghĩa là nó sẽ bó cơ thể của các bạn lại và nó sẽ ở dạng tank top. Nếu mà các bạn cảm thấy muốn an toàn hơn nữa vì cái ngực của các bạn có vẻ hơi to thì các bạn có thể mua bra thể thao của con trai, hoàn toàn là ok. Và nó đều là undershirt cả. Cái vấn đề mà mặc áo undershirt của con trai ấy thì cũng không phải có cái gì lắm mà các bạn phải ngại cả. Bởi vì là rất rất nhiều những cầu thủ bóng đá đã mặc và thậm chí là họ còn được chụp nữa, đúng không? Ví dụ như là Neymar này, Ibrahimovic này, Messi này, họ sử dụng rất nhiều, cho nên là không có vấn đề gì mà anh em chúng ta không thể sử dụng được. Nếu các bạn thực sự muốn ép cái ngực của các bạn thêm một chút nữa bởi vì bạn có một cái ngực hơi to, hơi nhiều mỡ thừa, thì những chiếc áo undershirt hay là những chiếc áo bra thể thao nó thực sự hữu ích, cho nên là các bạn cũng đừng ngần ngại để sử dụng chúng. Hay là có thêm một cái tip kiểu nó hơi gọi là cheap version ấy, thì là các bạn sử dụng những áo tank top, những cái áo ba lỗ, nhưng mà các bạn mua downsize xuống thì nó cũng sẽ có một cái hiệu ứng kiểu ép compress vào, thì nó cũng sẽ có một cái phần nào đấy giúp giấu đi cái phần man boobs của chúng ta. Ok, đi đến cái vấn đề tiếp theo, thì thực ra ấy, mặc cái áo compress undershirt đôi lúc nó cũng cảm thấy bí bách khó chịu. Ví dụ như bản thân của mình đây thì mình cũng chỉ muốn mặc một cái áo phông bình thường thôi, không có gì kiểu phải layer trên, layer dưới các thứ, nó rất là nóng. Nếu mà các bạn cũng như mình thì các bạn nên chọn những cái áo top ở đằng trên với chất liệu woven thay vì là knit. Nói nôm na ấy, thì khi knit đó chính là các sợi vải nó kết nối với nhau như thế này, còn woven là các sợi vải nó kết nối với nhau đều như thế này. Thì cái phần knit nó là những cái áo phông bình thường, nó rất là mỏng, nhẹ, nó rất là kiểu rũ rượi. Còn những cái áo woven thì nó sẽ đứng dáng hơn, nó kiểu thẳng hơn. Thì khi mà mặc những cái áo knit, rõ ràng ấy là bao nhiêu đường cong nó sẽ shape theo nó, cho nên là nó sẽ càng lộ cái man boobs ra. Còn woven nó là cái kiểu dáng đứng thẳng hơn thì nó sẽ che đi phần nào được cái man boobs. Nhưng mà cái chất vải woven nó có một cái nhược điểm, đó chính là nó không được thoáng khí mà nó hơi đứng và nó không được mềm mại. Mà các bạn vẫn muốn mặc knit, các bạn muốn thoải mái trên chiếc áo t-shirt của các bạn thì có thêm một cái tip nữa, đó chính là hãy chọn những chiếc áo t-shirt dày. Ví dụ như thế này nhá, mình đang mặc một chiếc áo t-shirt mỏng thì rõ ràng toàn bộ cơ thể từ vai, ngực cho đến bắp tay nó sẽ đều shape theo và các bạn có thể nhìn rõ ràng là mình sẽ bị lộ man boobs. Còn so với việc mình mặc một cái áo phông có chất nó dày dặn hơn, nó đứng dáng hơn thì rõ ràng là nó đã che được đi rất nhiều cái phần nipples. Ok, tiếp theo là đến thứ mấy rồi ta? Ok, cái thứ 5, đơn giản thôi, các bạn hãy phối đồ với dark shade, những cái màu trung tính và màu tối, và hạn chế phối đồ với những màu sáng. Khi mà mặc những cái đồ tối, shade tối thì nó sẽ hút ánh sáng mà nó sẽ đỡ lộ ra những cái điểm mà mình không muốn lộ. Trái ngược lại so với việc nếu các bạn mặc những cái màu rất là sáng nổi bật thì đặc điểm của những màu sáng đó chính là nó không hấp thụ ánh sáng nhiều, đúng không? Thì toàn bộ những cái đường cong rồi những cái gì mà mình không muốn show ra nó sẽ đều lộ ra hết. Cho nên là nếu các bạn hơi có tự ti mà muốn giấu đi những cái thứ mà kiểu đường cong không muốn lộ thì hãy đi với dark shade. Tiếp theo, cái tip thứ 6 đó chính là hãy tránh xa những cái điểm nhấn vào cổ. Ví dụ như là mua áo V-neck chẳng hạn, hoặc là nếu các bạn đeo những cái vòng cổ nó rất là bling bling rồi nó có thêm những cái pendant, những cái hình thù ở dưới này ấy, thì các bạn đã cố gắng draw attention của mọi người vào cổ và vào ngực của các bạn thì nó lại càng visible hơn cái vấn đề man boobs. Cho nên là các bạn muốn tránh xa nó ra và thay vào đấy thì các bạn nên accessorize ở những cái điểm khác, ví dụ như là ở tai, ở cổ tay, trừ ở cổ ra. Còn đối với việc các bạn muốn mặc áo sơ mi thì các bạn hãy bung cái cúc thứ hai ra để cho cái cổ áo nó mở tự nhiên, chứ đừng cố đóng nó lại. Khi mà đóng lại thì cái áo nó sẽ kiểu ép ngực của các bạn lại và nó lộ ra cái phần man boobs. Còn nếu mà để áo mở tự nhiên thì nó sẽ lộ ra cái phần man cleave này. Và cái lúc đấy thì cái cổ của các bạn sẽ tạo ra một cái hình V như thế này, thì nó cũng sẽ phần nào giúp giấu đi cái phần man boobs ở dưới. Ok, và đến cuối cùng, tip thứ 7, đó chính là về posture. Mình không biết bao nhiêu lần mình nói về posture rồi. Posture hay là tư thế là cái điều mà các bạn cần phải sửa nếu các bạn muốn cao, muốn giấu khuyết điểm, muốn khoe những cái ưu điểm ra. Các bạn hãy thử tưởng tượng nếu ngực của các bạn đã có man boobs mà các bạn lại slop xuống như thế này thì toàn bộ cái phần thịt thừa ở đây nó sẽ càng lộ ra, so với cái việc nếu các bạn đứng thẳng người ra thì phần ngực của các bạn nó sẽ to lên ở đây và nó đi xuống, nó sẽ che đi cái phần hơi bị thừa thịt ở dưới này. Khi mà các bạn đứng thẳng, đi thẳng thì nó sẽ tạo ra một cái thái độ rất là tự tin mà cũng phần nào đấy sẽ làm cho các bạn quên đi là ồ, mình đang có một cái phần khuyết điểm ở phía phần ngực dưới. Và cái cuối cùng, cái này không phải là style tip mà là một điều mà mình muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn, đó chính là mỗi người, mỗi bạn
đều có một vẻ đẹp riêng và các bạn cần phải tự tin. Nếu các bạn cảm thấy mình đang có khuyết điểm thì đừng có tự ti, mà đừng cố gắng né cái khuyết điểm đấy ra, mà hãy đối đầu với nó, xử lý nó và thể hiện bản thân mình một cách tự tin nhất có thể. Cái đáng sợ nhất không phải đó chính là ý kiến của người khác nhìn vào, mà đáng sợ nhất đó chính là cái ý kiến của chính các bạn tự đặt lên bản thân của các bạn ấy. Ai ai cũng muốn mình đẹp và cũng muốn mình không có những cái khuyết điểm để cố gắng tự tin. Nhưng các bạn cũng phải cần sự tự tin để vượt qua được cái sự xấu hổ, vượt qua được những cái khuyết điểm và phát huy được những cái vẻ đẹp cực kỳ unique, cực kỳ độc đáo mà chính bạn, chỉ có mỗi mình bạn mới có. Ok, đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu mà các bạn cảm thấy thông tin trong video này là hữu ích thì đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn vào nút subscribe và nhấn luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình sẽ để những cái link social media của mình ở phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match những item khác nhau và cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.